Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Hồng Tinh Nhật Bãi. Vâng các bác ơi, ngày hôm nay thì Hồng Tinh lại gửi đến các bác một mẫu bếp. Đó là thương hiệu Zinnai phiến nhấn. Cái này thì nó là đa chức năng. Vâng, trước hết là em sẽ quay thành vách để các bác theo dõi. Một chiếc bếp Zinnai rất là đẹp, vuông thành sắc cạnh, không chảy xước ở đâu các bác nhé. Đó, không hề chảy xước, không móp méo. Bề mặt đằng trên là mặt men màu ghi các bác ạ. Bo lửa của chiếc bếp này nó là bằng nhôm nguyên khối, đang còn mới kinh keng luôn. Và đây là thoát hơi của lò nướng. Đó, nó không hề bị chảy xước ở đâu, không móp méo, rất là đẹp, vuông thành sắc cạnh. Và nó có chức năng là nấu nước này, nấu cơm, nấu cháo. Phím ấn 3S tăng nhiệt độ và có đồng hồ hẹn giờ của lò nướng các bác á. Bây giờ em sẽ test lửa cũng như là các chức năng ở đây để các bác có thể là theo dõi và nắm bắt được cái dòng bếp này. Ngọn lửa của nó rất là xanh các bác ạ, vô cùng là xanh luôn, không thể chê vào đâu được. Các bác thấy đó, khi mà em quay gần thì các bác có thể là nghe được tiếng sôi của lửa các bác nhé. Và đây là cái cần gạt lửa này, to nhỏ, đây là nhỏ và đây là to. Đấy, rất là tuyệt vời phải không các bác? Đó, bây giờ em sẽ giới thiệu về các cái chức năng ở đây để các bác nắm bắt được. Cái nốt này là nốt nấu nước các bác nhé. Đó, bác mà muốn nấu nước thì các bác ấn vào đây, chọn chế độ nấu nước. Và bên này thì nó có nấu cơm và nấu cháo. Khi mà các bác chọn nấu cơm mà các bác không chọn được trên đường trên nấu cháo thì các bác lại tắt bếp đi và các bác bật lên cho em. Và bây giờ các bác chọn là sẽ được các bác nhé. Đó. Ở bên này thì nó có chế độ là tăng nhiệt độ từ 160 này lên đến 200 để các bác chiên rán hoặc là các bác hầm chưng nó được nhanh này. Và đây phím ấn 3S thì các bác ấn vào đây giữ 3 giây. Khi mà nó lên cái nốt đỏ rồi thì hai cảm biến nhiệt của mình ở trên nó sẽ không còn tác dụng là tắt lửa giữa chừng để cho các bác chiên rán được lâu. Và sau khi các bác chiên rán xong rồi thì các bác lại ấn vào đây trả lại cái cảm biến nó trở lại hoạt động bình thường. Vâng, bây giờ em sẽ test về chức năng cảm biến đáy nồi luôn để các bác có thể là theo dõi và nắm bắt được cái dòng bếp này nó an toàn và nó thông minh, nó tiết kiệm như thế nào các bác nhé. Vâng, đây các bác thấy đó, khi mà em đặt cái nồi lên thì các bác thấy ngọn lửa của nó sẽ ôm trọn vào cái đáy nồi như thế này. Và ngọn lửa xanh như thế này thì nó sẽ không gây đen nồi các bác nhé. Và nó lại tiết kiệm ga cho gia đình nhà mình tới 30-40% lượng ga các bác ạ. Vâng, cái dòng bếp này thì nó rất là ưu việt. Khi mà các bác đang nấu như thế này mà nước nó có sôi xào xuống cái bề mặt này thì hai cảm biến nhiệt ở giữa nó sẽ tự động tắt lửa và khóa ga. Đó là cái ưu điểm đầu tiên. Và cái ưu điểm thứ hai là các bác mà kho cá kho thịt ở trên bếp, chẳng may là các bác có công chuyện đi ra ngoài thì các bác cũng không sợ là bị cháy thức ăn và cháy nồi các bác ạ. Vâng, cái dòng bếp này thì nó rất là an toàn. Nó sẽ tự tắt lửa khóa ga khi mà thấy cái sự an toàn không còn nữa các bác nhé. Vâng, đây, bếp đã tắt rồi các bác ạ. Cái chức năng của nó vô cùng là nhạy, nó rất là nhạy luôn. Sau khi mà bếp tắt thì em sẽ test lửa để cho các bác theo dõi. Vâng, các bác theo dõi cùng em nhé. Thì em bật ngọn lửa lên, đó, các bác thấy đó, ngọn lửa kề bên, một chiếc bếp đang nấu, đang trong chế độ nấu, thế nhưng mà nó không hề bốc cháy luôn. Nó không hề bốc cháy các bác ạ. Nó rất là an toàn, bảo đảm. Cái dòng bếp này thì nó vô cùng là an toàn bảo đảm luôn. Vâng, ở bên này thì chỉ còn trong vòng mấy giây nữa thôi. Đó, nó cũng đã tắt rồi các bác nhé. Rất là tuyệt vời phải không các bác? Vâng, một chiếc bếp mà nó các cái chức năng của nó nhạy như thế này thì nó sẽ đem lại cái sự an toàn cao cho gia đình nhà mình các bác ạ. Vâng, đó, các bác thấy không hề bốc cháy luôn. Khi mà bếp đã tắt rồi thì hoàn toàn khóa ga. Đấy, rất là tuyệt vời. Và bây giờ em sẽ test luôn lò nướng. Lò nướng thì khay nướng các bác biết rồi đó, nó rất là mới này, toàn bộ là inox này, còn mới kinh keng luôn. Đấy. Và đây là trong lò nướng này. Trong lò nướng nội thất của nó thì cũng rất là đẹp luôn, đang còn mới lắm các bác nhé. Em sẽ test lửa luôn. Và cái dòng bếp này thì nó là 2 tầng lửa. Vâng, nó có đồng hồ hẹn giờ. Bây giờ em sẽ test về cái thời lượng hẹn giờ tối đa của nó là được bao nhiêu phút. Tối đa là rơi vào 15 phút hẹn giờ và tối thiểu là 1 phút các bác ạ.
Em sẽ trở về 1 phút. Sau khi mà hết 1 phút thì bếp sẽ tự động tắt lửa và khóa ga. Rất là an toàn các bác ạ. Vâng, một chiếc bếp mà nó có thêm cái phần lò nướng như thế này thì các bác có thể là thay thế vào bữa ăn rất là tiện lợi. Ở trên thì các bác có thể là xào rau này, nấu canh này. Còn ở dưới thì các bác có thể là nướng tôm, cua, cá, thịt. Đó, các bác có thể là nướng được vào đây. Cái mà hai tầng lửa như thế này thì các bác nướng được tầm trên 1 cân tôm, trên 1 cân cá. Sau khi mà các bác nướng thức ăn vào đây thì các bác có thể là lấy cái vỉ, cái khay của nó ra để các bác vệ sinh trước khi nướng thức ăn hoặc là sau khi nướng thức ăn xong. Đó, nó rất là an toàn, bảo đảm. Và nướng thức ăn vào đây thì các bác đừng sợ là nó sẽ ảnh hưởng tới mùi ga. Bởi vì lượng ga nó ra nó sẽ đốt cháy và nó tăng cái nhiệt độ lên. Thức ăn của mình nó chỉ luôn luôn chín bằng nhiệt thôi các bác nhé. Bằng nhiệt và nó sẽ giữ tròn được cái hương vị và độ ngọt của nó. Vâng, thời lượng hẹn giờ thì chỉ còn tính theo giây nữa thôi. Đó, đã hết thời lượng hẹn giờ và bếp đã tắt. Rất là tuyệt vời phải không các bác? Vâng, một chiếc bếp mà nó có thêm cái chức năng hẹn giờ như thế này thì các bác nướng thức ăn nó sẽ không bị cháy các bác ạ. Rất là tiện trong gia đình nhà mình mà các bác có thể là làm được một lúc rất là nhiều việc và nấu được thức ăn một lúc cũng rất là nhiều mà lại tiết kiệm được cái thời gian để cho mình làm việc khác. Còn tiết kiệm được cả ga cho gia đình nhà mình nữa các bác ạ. 30-40% lượng ga. Rất là tuyệt vời. Một chiếc bếp mà vung thành sắc cạnh, đẹp từ nội thất cho đến bên ngoài. Và chức năng thì lại cũng vô cùng là nhạy. Và bây giờ em sẽ đưa ra giá thành luôn để các bác có thể là theo dõi, lựa chọn cho gia đình nhà mình các bác nhé. Chiếc bếp này thì bên em đang bán với giá là 2.800.000 đồng. Bác nào mà có nhu cầu sở hữu về cái dòng bếp này thì các bác có thể là liên hệ vào số điện thoại của em. Số điện thoại của em là 033-6148-716. Và số Zalo của em cũng là số này các bác ạ. Vâng, sau khi mà các bác đã ưng mua rồi thì các bác có thể là chụp lại gửi vào Zalo cho em. Bên em thì sẽ bao ship toàn quốc, đồng thời là bảo hành cho các bác là 1 năm, hỗ trợ về kỹ thuật bếp cho các bác là trọn đời và tặng cho mỗi bếp là 1 đôi pin các bác nhé. Vâng, đến đây thì em Thanh xin tạm dừng video. Bác nào mà đang xem kênh của em thì cũng mong ủng hộ cho em nút like và đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ạ.